Hello, mấy chị yêu nha. Hello cả nhà mình nha cả nhà ơi. Thì hôm qua mới trộn cho một bạn cái combo dưỡng á cả nhà. Hôm nay phát hiện ra cái dưỡng vitamin E út trộn thơm, cực kỳ thơm luôn. Nên là em đưa lại cái combo cho mấy chị em nhà mình xem. Bình thường thì mấy chị chọn cái combo á là Vaseline, Bạch Ngọc Liên và Abutin ba cả nhà ha, với lại Bon ha. Với lại Bon, Bon thì mấy chị để vô thì nó trắng hồng. Tại mấy chị hỏi em bỏ Bon làm gì, Bon để vô nó trắng hồng. Đấy, còn chị em là không thích không để cũng được luôn nha mọi người. Đây ha, là combo này ha mọi người. Thì cái dưỡng này á, cả nhà muốn sử dụng cái dưỡng nào cũng được hết, không phải nhất thiết là Vaseline. Cái Vaseline ban đêm này nó thơm, cái mùi xăm nồng, nó nồng nặc quá cả nhà, em chịu không nổi. Em chịu không nổi, hồi nãy em mới bán cho chị cái combo Vaseline này nè. Trộn nó thơm quá trời thơm luôn mọi người. Nó thơm cái mùi dịu dàng. Cái Vaseline này nó thơm cái mùi dịu dàng quá. Thích quá cả nhà. Thơm mùi dịu dàng quá. Ê su. Cái này là vitamin E út. Hàng này với lại cái Vaseline Thái là nó tương đương nhau nha mọi người. Nhưng mà cái E út này nè, cái chất của nó đậm đặc mà nó thơm. Nó thơm cái mùi dịu dàng hơn. Nên là chị em nào muốn xài cái nào thì xài. Đó, để em nói cho mấy chị em nhà mình ai muốn xài cái nào thì xài ha. Vitamin E út này với cái này nó đồng giá à mọi người. Như cái này hàng Thái, cái này thì hàng của Úc. Úc là nước ngoài đó mọi người, hàng Úc là nước ngoài đó. Vitamin E Úc ha, vitamin E Úc hàng của nước ngoài nha mọi người. Hũng này thì 300g ha. Đó, chị em muốn xài cái đó cũng được, hoặc là combo này cũng được cả nhà ơi. Cái combo này á, em mới phát hiện nó thơm. Gọi ha, có nhiều chị em á lại hỏi giá mà đó giờ em trộn kem em không có nói giá, cả nhà em quên á. Nay mới nhớ mọi người. Với lại có nhiều chị em á nói là combo này em muốn xài thử dưỡng á. Mấy bé học sinh nó muốn xài nó đi học á mọi người. Nó không có thích gít với lại không có thích lộ văn kem á cả nhà. Thì giống như là mua như thế này nhiều quá, nhiều tiền quá, 300-400 ngàn không có tiền. Thì để ngày mai á em đặt cái hũ nhỏ thì em sẽ chọn cái combo này ha. Em chọn cái combo này xong em sẽ chiết ra hũ nhỏ coi được bao nhiêu hũ thì em sẽ bán cho mấy bạn cái giá khoảng tầm 100-120 ngàn một hũ nhỏ cho mấy bé nó dùng thử mọi người. Giống như nó đi học á, nó tho, nó thơm, thơm nồng nàn luôn cả nhà, thơm nồng nàn, thơm nhất cái nách luôn á mọi người. Đó, nhưng mà đặc biệt là da nhạy cảm không có xài được, em nói trước nha. Chị em nào mà dị ứng với Bạch Ngọc Liên á, da nhạy cảm thì mình không có xài dùm cho em nha mọi người. Tại vì Bạch Ngọc Liên là cái chất tẩy, cho nên là cho em nhà mình ai mà da bị nhạy cảm hay gì á, mình không có xài Bạch Ngọc Liên thì không có xài combo này được nha cả nhà nha. Da bình thường, da có tông thì xài cái này được. Còn cho em nào đen quá thì mấy chị xài cốt thái cho em, cốt thái tẩy, cốt thái pha Bạch Ngọc Liên. Cốt thái là cái phôi kem mặt, dích từ cái phôi kem mặt hàng Thái xịn đó cả nhà, chuẩn xịn sò cho trên nhà mình. Không có pha xù 100g hàng Việt, hàng công ty, không có độn hàng công ty bất kỳ một cái sản phẩm nào hàng công ty hết. Chuẩn xịn cốt thái 100% cho chị em nhà mình luôn. Đó là chị em nhà mình mà ai đen quá là mấy bà chơi cốt thái cho tôi nghe thì nó mới xi nhê thôi, chứ mấy cái này không có xi nhê gì trơn á. Mấy cái này chủ yếu là gì biết không mấy chị em nhà mình ai mà thích thấm nhiều, thơm mà không lộ văn kem, không bết gít. Mấy chị đi làm á mà mấy chị không có, giống như là mình không có sức kem cốt thái được á, mấy chị không, hồi xưa giờ không có xài kem đó, nói chung là mấy chị mà không xài kem đó là mình không có xài gít được đó, thì mấy chị xài cái này nó thơm, nó thấm, nó mịn, nó không lộ văn kem, không lộ văn kem, nhưng mà nó vẫn sáng cái da của mình lên, sáng cái da của mình để mình đi làm đi đồ, da mình nó sáng rồi ha. Đó thì mấy bà sử dụng combo này đó, cái này ha. Đó, cái này thì nó hơi, cái mùi nó hơi gắt, cái mùi nó hơi gắt mấy chị. Tại vì hôm qua, hôm kia em có up clip á, là em trộn cho các bạn Lam Ngọc đó he, là cái mùi nó hơi gắt. Em chịu cái mùi này không nổi luôn mọi người, thiệt sự. Bữa nay phát hiện ra trộn cho một bà cái này thơm, cực kỳ thơm luôn. Để ngày mai em sẽ trộn ra ha, rồi em sẽ trộn cái này cũng thơm, mà cái này cũng thơm, cái này cũng thơm luôn, rồi Bon cũng thơm luôn. Nói chung là kết hợp nồng nàn quyến rũ luôn mọi người, thiệt sự luôn, chịu không nổi luôn. Chị em nào á, dụ như cốt thái mấy chị ban ngày, mấy chị ban đêm mấy chị ngủ mà mấy chị sức nó bị nít quá, mấy chị chịu không nổi á, ban đêm á thì mấy chị dưỡng cái này đi, mấy chị dưỡng đêm ngày gì cũng được hết. Nói chung là cốt thái thì mấy chị ủ nó mau trắng, có nghĩa là ủ là sao, nghĩa là mình thoa lên da cái mình mặc áo dài tay ha, thì nó mới mau trắng, mang vớ rồi vô lặn nó nhanh trắng cho mình. Còn mà mấy chị muốn mà không bết rít á, mình ngủ mình ôm chồng mình cho nó thơm tho thì mấy bà xài cái này. Nhưng mà nó không có lên tông nha, không có lên tông nhiều nha. Đối với da bình thường, da có tông thì xài được, da đen thì giống như là nó chỉ hỗ trợ cho cái da sáng lên thôi á mọi người. Đó, bà nào mà thích thơm thấm mịn đi ha, chồng hung nhiều quá thì mấy bà lấy combo này đi, tối sức cho mấy ổng ôm.
tới sức xong vô nó thơm quá cho mấy ổng ôm ha mọi người ha. Đó rồi xong rồi mấy chị hỏi em giá thì để em nói giá. Cái này là kem em bán theo số gram mọi người, em bán theo số gram ha. Combo dưỡng này để em tính tiền, đây là ngày mai em sẽ quay clip cho mấy chị xem, em sẽ trộn ra coi là bà cái này chia được bao nhiêu hũ, và em chia ra hũ khoảng 100 cành ha, hũ khoảng 100 cành. Có tiền ship nha mọi người, đó là tiền kem thôi, lúc nào mấy chị mua hàng cũng phải có tiền ship chứ, mấy chị đừng hỏi em là miễn ship hay không. Mấy chị nghĩ sao hộp cốt thái như thế này bán có 190.000 hả mọi người, kêu miễn ship nó lấy gì ăn cả nhà. Cốt thái chuẩn xịn luôn, lấy gì ăn mọi người. Mấy chị mua thử nguyên liệu về mấy chị chọn đi rồi mấy chị sẽ biết là cái giá trị của cái hộp kem nó như thế nào. Đó, nên là trong đây đã tặng kem rồi thì mình sẽ không có miễn ship hay bất cứ gì hết. Miễn ship trừ khi nào mấy chị mua combo dưỡng mi ha, combo dưỡng mi với lại là có thuốc lột thì em sẽ miễn ship. Tại sao dưỡng mi em nói thật sự là dưỡng mi em bán em có lời nhiều mấy chị. Đó, em có lời nhiều, còn cốt thái là em pha rất là xịn sò nên là không có lời. Giá tri ân nên là không thể nào mà giống như là cái này để câu dẫn bán mấy cái món khác đó cả nhà, chứ không thể nào mà miễn ship cho mấy chị em khi mà mua kem. Người ta mua là 2kg, 3kg em cũng không miễn ship. Nói chung là không có miễn ship. Rồi chị em nào mua nhiều lần thì em sẽ tặng quà, chứ em không có miễn ship nha mọi người. Cái quy luật của em thì trước tới giờ bán hàng là vậy đó. Thà là mấy chị mua quen hoặc là mấy chị mua nhiều thì em sẽ tặng quà cho mấy chị. Tặng quà thì tắm trắng nè, xịt tóc nè, nói chung là mấy cái quà nào mà em đang có sẵn hoặc là mặt nạ thì em sẽ bỏ vô em tặng. Mấy cái đó thì mua cũng một set tắm trắng cũng 50-60 ngàn á mọi người, chứ cũng không có rẻ ha mọi người. Nhưng mà em thích tặng quà hơn là miễn ship, nên là em sẽ không có miễn ship, nên mấy chị đừng có kêu em miễn ship. Đó, cái hũ này là 150g, cái hũ này là 150g, cốt thái là giá 190.000 ha. Mấy chị mua hũ 200g á là giá 250, đó là cốt thái tẩy, cốt thái dưỡng. Đó là cốt thái nha mọi người ha. Em nói lại, em nhắc lại cái giá tiền, tại vì có nhiều chị em hỏi giá tiền mà hồi đó giờ em chọn, em quay clip em hướng dẫn chọn kem không mà em không có nói giá tiền. Đó, cái thứ nhất là cái hũ cốt thái này là 150g. 150g là giá 190.000, mấy chị mua 200g là giá 250. Nửa ký là 600.000, 1 ký là 1.2 triệu. Đó, chị em muốn mua bao nhiêu gam thì em bán bấy nhiêu gam. Còn vô cái hộp nhỏ như thế này là không cần mấy chị phải cọc hay chuyển khoản trước, trừ khi nào mấy chị mua nhiều, giống như mấy chị mua hũ nửa ký hoặc là 1 ký. Đó, hoặc là 2 ký thì mấy chị phải đặt cọc em mới dám trộn. Chứ ví dụ như mấy chị mua nhiều, mấy chị không cọc, không ai dám bán hết trơn á mọi người. Thật sự không ai dám bán. Bơm về một cái rồi là bán cho ai cả nhà. Đó, với lại em bán em pha theo da nữa, nên là nó rất là khó là cái chỗ đó. Còn mấy chị mua hũ nhỏ như thế này không có cần phải cọc, không có gì hết trơn á nha mọi người nha. Hũ nhỏ như thế này thì không cần phải cọc, trừ khi nào mấy chị mua nửa ký, 1 ký hoặc hũ 450g thì mấy chị cọc cho em 100-200 ngàn. Đó, để không phải là gì cọc để mấy chị chắc ăn nhận hàng lặng mà em chọn cho mấy chị, chứ xong mà chọn có nhiều trường hợp bơm hàng nhiều quá nên là bắt buộc em mới bắt cọc thôi mọi người. Tại vì giao tới nơi xong rồi không nghe máy, rồi giao tới nơi xong rồi nói dịch này kia không nhận hàng, rồi xong tới nơi tắt máy không nghe máy, thì cái trường hợp đó rất là nhiều luôn, ai bán cũng bị hết. Nên là bây giờ người ta đa phần bán là mới bắt mấy chị cọc hết đó cả nhà ha. Còn hũ nhỏ như thế này thì không cần phải cọc nha mọi người. Nói hũ nhỏ không cọc chứ em cũng bị bơm mấy cái hũ nhỏ này nhiều lắm cả nhà. Còn bạch ngọc liên VIP là sao? Là cốt thái. Cốt thái giống như thế này nè, pha thêm bạch ngọc liên ha cả nhà ha. Thì cái hũ bạch ngọc liên VIP 150g là giá 240.000, còn cái hũ 200g là giá 320 ha mọi người. Nửa ký là 800.000, 1 ký là giá 1.6 triệu. Là tại vì cái tiền bạch ngọc liên nó mắc. Đó, thì bạch ngọc liên nó mắc là em, với lại chắc của nó khô, bắt buộc là em phải pha thêm serum cấp ẩm cho mấy chị. Serum cấp ẩm thì em pha cái loại này nó rất là xịn. Chai này là cái chai serum mặt là mấy chị cũng biết rồi, em pha em bỏ vô hoài đó. Nổi cái chai này không là 350 ngàn nè mọi người. Cái chai này không là 350 ngàn. Đó, rồi thêm cái viên nano cấp ẩm. Cái viên nano cấp ẩm này á, là một viên này là 5 ngàn ha. Một viên này 5 ngàn thì mấy chị cũng biết là cái giá rồi, chứ không phải mua cái viên màu hồng có 500 đồng một viên nha mọi người. Cái viên màu hồng có 500 đồng, cái viên này là 5 ngàn một viên. Mấy chị phải so sánh hàng dùm cho em. Nói chung là bên em bán là hàng xịn không, tại vì em muốn giữ tiếng cho nên là không có cái nào mà em pha rẻ hết trơn á mọi người. Cái nào em cũng pha chất lượng hàng xịn cho mấy chị hết trơn á. Cái này cấp ẩm cực kỳ luôn, nó xài cho mặt, em đang xài luôn mọi người. Nhưng mà mấy chị xài cái cơm pha cốt thái mà pha bạch ngọc liên á, là cái bạch ngọc liên này nó khô chắc
của nó khô, xạ thoa lên da nó hay bị khô, da có nhiều cho em phàn nàn lúc mà cái mùa lạnh á, da nó bị khô á, cho nên là em tìm cái dòng này nè để pha vô kem cho mấy chị để nó hạn chế cái độ khô trong bạch ngọc liên, nó không có khô nữa mọi người ha. Cho nên là cái giá bạch ngọc liên nó cao hơn cốt thái là lý do vậy. Trộn thêm bạch ngọc liên thì cái hũ bạch ngọc liên này là mấy chị cũng biết rồi, hũ này 100 mấy gần 200 ngàn đó. Nói chung là cái kem mà pha bạch ngọc liên á là nó cái giá tiền nó cao hơn là do toàn là trộn mấy cái xịn xịn không mà cả nhà ha. Thì em nói để cho mấy chị hiểu chứ không gì hết trơn á. Còn chị em nào mà mình bán á, tại vì có nhiều chị muốn lấy hàng bên em về bán mà cái giá em pha nó hơi cao, tại vì chuẩn xịn thì nó không có thể nào mà rẻ được. Chị em nào mua từ 2kg thì em giảm cho mấy chị thêm, em giả thêm cho mấy chị là mỗi ký 100 ngàn để mấy chị bán có lời ha. Chị em nào mà có mua về bán thì nói với em, nhưng mà phải mua từ 2kg 3kg trở lên mới giảm, chứ bình thường mua lẻ không có giảm nha mọi người. Mua lẻ là không có giảm, tại vì mua lẻ mấy chị yêu cầu á là bỏ thêm cái này, bỏ chống nắng, bỏ từ lô hộp vô thì cái đó em không có giảm được đó. Chị nào cũng kêu pha xịn cho chị nào cũng kêu pha xịn thì không có bớt được ha cả nhà ha. Pha xịn thì không có bớt được đó, pha xịn thì bỏ mấy cái này nhiều nè, giống như combo bỏ vô nửa hũ này cái là rồi hết nhiêu tiền rồi mọi người. Chai này 350 ngàn cả nhà đó, pha xịn thì không có bớt được nha mọi người ha. Còn mấy chị mua 1kg 2kg 3kg 5kg 10kg gì đó, tiền ship cũng vậy thôi mọi người, cũng vẫn trả tiền ship, không có cái nào miễn ship hết. Mua nhiều thì em tặng quà, tặng thêm cái này cái kia cho mấy chị như em nhà mình ha. Cho nên là mấy chị đừng kêu em miễn ship, em không miễn ship. Quy tắc của em trước giờ là không có miễn ship, trừ khi nào mấy chị mua dưỡng mi. Mấy chị mua dưỡng mi thì có miễn ship ha, mua dưỡng mi với lại hút lọt thì có miễn ship nha mọi người. Còn cái này là cốt thái, là nhắc lại nha, cốt thái 150g là giá 240 ngàn, 200g là giá 250 ha, nửa ký là 600 ngàn, 1kg là 1,2 triệu. Còn bạch ngọc liên á, cốt thái pha bạch ngọc liên á 150g là giá 240 ngàn ha. Rồi cái 200g là 320, nửa ký là 800. Rồi ngày mai em sẽ mua cái hũ khác, cái hũ màu khác để phân biệt á mọi người. Em sẽ pha combo dưỡng bán cho mấy chị một hũ 100 cành dùng thử ha. Đó, combo dưỡng chuẩn xịn nha mọi người, vitamin E ốc bạch ngọc liên và abotin với lại bon thái ha, là cái combo dưỡng nó khác nha. Cái nào mấy chị muốn mua dưỡng thì mấy chị nói dưỡng, cốt thái chuẩn xịn thì nói là cốt thái chuẩn xịn, cốt thái pha bạch ngọc liên VIP thì nói là bạch ngọc liên VIP nha mọi người. Với lại da mấy chị hợp cái nào thì mấy chị xài cái đó, chứ không phải xài cái nào cũng được nha mọi người. Mấy chị phải nói là da của mấy chị như thế nào để em tư vấn cho mấy chị hợp, với mấy chị thích chất kem như thế nào, thích thấm nhiều dưỡng không lộ quan kem để đi làm xài, hoặc là sinh viên học sinh đi học thoa thì mấy chị lấy cái này dưỡng. Nhưng mà đối với da nào da bình thường, da đã có tông giống như em thì xài được, còn mà da đen thù lùi là xài cái này không có xi nhê nha mọi người nha. Da đen ngâm chai lì mấy chị sử dụng cốt thái với cốt thái pha bạch ngọc liên dùm cho em ha cả nhà mình nha. Để ngày mai em đặt hũ rồi, em đặt hũ cái hũ 150g rồi mọi người, em pha cái này ra em tính giá thử coi bao nhiêu, em sẽ chia cái giá sinh viên cho mấy bé đi học nó xài. Tại vì có rất nhiều bé luôn nhắn tin nói em muốn xài nhưng mà em đi học em không có tiền, chị bán cái loại nào rẻ cho em thôi, tầm trăm mấy là tiền kem nha mọi người, nhưng mà tiền ship là phải thêm vô nha. Cái hũ 100 cành thì chắc có thể là em sẽ chở ship cho mấy bé, em sẽ tính ship 30 ngàn thôi. Còn cốt thái là ship 35 ngàn, cốt thái là ship 35 ngàn, nguyên liệu là ship bưu điện tự thâu đó cho nó dễ mọi người, tại vì nguyên liệu nó nặng lắm cả nhà, nguyên liệu nó nặng lắm. Còn chị em nào muốn tính tiền ship trước thì nói em nguyên liệu em tính tiền ship 40 ngàn, ví dụ như 45-47 ngàn thì em phụ cho mấy chị. Đó là cái, đó là cái tiền ship để em nói cho mấy chị hiểu ha cả nhà ha. Rồi để ngày mai em sẽ ra một cái clip dưỡng như thế này rồi em chia hũ ra cho mấy chị xem luôn, coi là mỗi hũ được bao nhiêu gram ha, rồi em chia giá rồi em bán cho mấy em bé nó xài đó. Làm nói chung là mấy bà làm cho tôi cực thêm thôi à. Thật sự ra là không có muốn bán cái dạng giống như thế này mọi người, tại vì em sợ nó lẫn lộn, khách người ta sẽ hiểu lầm giữa cốt thái và dưỡng á, cho nên nó khó bán. Rồi mấy mốt cái xài người không có linh tông hoặc là này kia là người ta nói mình bán hàng không có chất lượng này kia nữa, rất là mệt luôn mọi người. Nhưng mà tại vì có nhiều chị em, có nhiều bé nó rất là tội nghiệp luôn, nó nói em muốn xài lắm nhưng mà tại vì đi học không có kinh phí á mọi người, không có tiền ha. Thì thay vì mấy em muốn xài cái này á cũng được, còn không thì mua cốt thái này có 190 ngàn nè, mà 150g luôn, xài rất là lâu. Nếu mà đi học á, là con nít á, mới lớn á, là mấy chị xài được có khi 2 tháng hơn luôn á mọi người. Một ngày sức một giác á, ban đêm không á, là khoảng 2-3 tháng mới hết hũ. Còn chị em nào sức ngày đi mà sức toàn thân hết trơn luôn thì nó mau khoảng 1 tháng là nó hết
ha mọi người ha. Còn chị em nào mà xài băng một giác một lần thôi thì nó lâu hết lắm mọi người. Rồi ok, bây giờ em sẽ pha bạch ngọc liên vip này cả nhà. Bạch ngọc liên vip bây giờ hết hàng bán rồi, khách đặt nhiều quá hết hàng rồi. Hôm nay em sẽ pha bạch ngọc liên vip cho mấy chị em nhà mình xem. Rồi ngày mai em sẽ ra cái combo dưỡng này cho mấy chị ha. Em sẽ pha combo dưỡng cho mấy chị xem. Rồi bây giờ hả, trộn cái mẻ kem mạnh thiệt là mạnh nha cả nhà ơi. Trộn cái mẻ kem bạch ngọc liên mạnh nha, dành cho da đen ngâm chai lì nha cả nhà nha. Da ngâm đen chai lì cho em nào muốn xài thì xài. Thật sự em không có muốn trộn cái dưỡng để bán cả nhà ơi, nhưng mà hả, để em trộn em phân biệt cho mấy chị em nhà mình xem. Để nhiều khi mấy chị nói sao người ta bán hũ kem 100 cành mà em bán hũ kem 200 mấy, mắc dữ vậy. Mấy chị phải hiểu là người ta pha dưỡng, còn cái này là em cốt thái xịn đó. Mấy bà nói tôi giận nên là tôi sẽ pha bán hũ kem 100 cành cho mấy bà xem. Thì cũng một combo á, một combo dưỡng, thay vì em bán nguyên liệu cho mấy chị đúng không, em pha ra xong rồi em chia ra em bán, pha ra rồi chia ra bán cho mấy bà phái ghẻ thì tôi sẽ bán ghẻ, ai muốn ghẻ thì ghẻ, sử dụng ghẻ, ai muốn xịn thì sử dụng xịn, có đủ hết đó cả nhà ơi. Với lại có nhiều chị người ta muốn sử dụng thử cái combo dưỡng cả nhà, muốn sử dụng thử cái combo dưỡng. Nhưng mà da đen da ngâm á, mấy bà đừng xài combo dưỡng, dưỡng nó lâu lên tông lắm mọi người. Nói trước nghe mấy chị nha, thì nói chung là hàng nào thì tiền đó. Rồi hả, mấy công mà mấy bà xài xong cái mấy bà quay lại mấy bà la làng nữa nè, thiệt sự. Mai em sẽ quay combo dưỡng. Còn chị em nào muốn mua nguyên set về trộn thì mua nha mọi người. Nguyên set về trộn thì mua, tốn tiền cái hũ thôi. Em sẽ cộng lại hết cả nhà, em sẽ cộng và em chia giá ra, cộng rồi em chia giá ra em bán cho mấy chị. 100 cành chắc được 100 gram đó cả nhà. Nếu mà 100 cành chắc 100 gram. 4 hũ thì 400k. 4 hũ thì 400k, được 400 gram. Combo đó ra được nửa ký, không tới nửa ký. Thì hũ 100 gram đó mọi người. Nếu mà tính vậy là luôn tiền hũ luôn, là em lỗ tiền hũ đó. Là nếu tính vậy là một hũ 100 gram là giá 100 cành đó cả nhà. 100 gram là giá 100 cành combo dưỡng nha. Combo dưỡng pha nha mọi người. Đó, chị em nào muốn xài thử thì ngày mai em sẽ trộn, em sẽ trộn cho mấy chị. Tại mấy chị biết sao không, bán cái hũ có 100.000 à. Mà ví dụ như mà khách mà bơm một cái á mấy chị, khách mà bơm một cái là lỗ chết luôn. Nói thiệt, bơm cái là lỗ thấy mò luôn á mọi người. Tiền ship bây giờ nó cao á, tiền ship hàng đi hàng về nó cao lắm cả nhà. Tại giờ xăng lên cái gì cũng lên hết, ship bên gì giao hàng tiết kiệm á ngán lắm mọi người. Ship bên giao hàng tiết kiệm giờ em ngán lắm, nó đi hàng nhanh thiệt nhưng mà cái ship nó cao hơn mấy chỗ khác. Ví dụ như mấy chỗ khác á, mấy chị không có nhận hàng á thì mấy chị hẹn lại á thì không sao nha mọi người, nó không có tính tiền gì hết trơn á, dẫn tiền ship nhiêu đó thôi, miễn mấy chị nhận hàng là được ha. Còn mà bên giao hàng tiết kiệm á, là mấy chị không nhận hàng á, là nó sẽ báo với em là lưu kho. Lưu kho thì một ngày tính là 10.000 đó, 3 ngày là 30.000 đó. Nhầm đơn á, em bán cho mấy chị em lỗ tiền ship hoài luôn á. Tại vì tính cái tiền lưu kho nó trừ bên em á mọi người, chứ nó đâu trừ mấy chị đâu, nó trừ bên em á, nó trừ bên shop em á. Mai tôi đặt hũ về tôi pha hũ kem dưỡng, combo dưỡng e út cho mấy chị ha. 100 cành bán cho mấy chị. Đó, cái này là cốt thái, giờ em dít hết cốt thái ra đi. Rồi là sau đó em sẽ pha bạch ngọc liên với tẩy vô. Mấy chị em nhà mình mà ví dụ như mình không có tiền thì mấy chị mua mỗi loại một hũ hoặc hai hũ. Còn cái này em trộn nhiều, em trộn nhiều rồi em chia ra mấy chị. Em xét như thế này là nhiều nè. Như một hũ như thế này là cái này là ra được nửa ký á mọi người. Ra được nửa ký. Luôn dưỡng á nghe cả nhà, luôn dưỡng là ra được nửa ký. Cái này là vết hồng.
Có nhiều chị so sánh kem phôi mặt Thái với lại hàng kem kem phôi mặt hàng công ty. Phôi mặt hàng công ty khác, hàng Việt khác, hàng Thái khác, giá khác hoàn toàn nha. Ví dụ em ví dụ cho mấy chị em nghe nha. Cái hũ xù á, cái hũ xù á, là ví dụ cho mấy chị xem. Hàng công ty, hàng xù 100 ấy lộn. Hàng xù này á là xù Thái, hàng Hăng Ngọc ha, loại 1, loại nhất luôn ha, có tem này ha. Đó, thì cái hàng này là 4,5 gram là giá nó có 12.000 thôi, hàng chuẩn Thái nha mọi người. Còn nếu như người ta trộn mà giá rẻ cho mấy chị á, là người ta sẽ mua cái hũ xù 100 gram. Mấy chị so sánh giữa 4,5 với lại xù 100 gram. Xù 100 gram thì cái hộp lúc trước em có quay clip bự như thế này nè, nó có 35.000, 40.000 thôi. Đó, thì mấy chị so sánh đi giữa cái này với cái đó. Đó, người ta trộn chừng mấy hũ xù thôi, là 3 hũ xù thôi là đủ 1 ký cho mấy chị rồi. 3 hũ xù, 4 hũ xù với dưỡng nó đủ 1 ký cho mấy chị rồi. Giá nó rẻ, nó có mấy chục ngàn à, không tới 100 ngàn nữa. Người ta bán cho mấy chị 1 ký 300-400 ngàn là chuyện bình thường mọi người. Ký 300-400 ngàn là chuyện bình thường. Rồi nó bỏ tẩy cả đống vô, cho nên là có nhiều chị em xài xong một thời gian á, là nói với em á, là da bị hư, bị thâm, bầm này kia các kiểu, kêu em pha phục hồi. Mấy chị thấy đi, combo Quốc Thái á, là biết bao nhiêu kem phôi mặt luôn à. Mà em pha có nhiêu, có ba hũ vị muôn thở à mọi người, có ba hũ muôn thở à, đâu có pha nhiều đâu. Đó, gọn như là Cốt Thái không cho nhà mình, nên là mấy chị xài chủ yếu là kem phôi mặt không luôn, là xài nó rất là an toàn luôn cho mình. Có nhiều chị nghe nói cốt tẩy, cái mấy chị sợ nói cốt tẩy không biết có hư da không. Cốt tẩy, nói tiếng cốt tẩy là để phân biệt thôi, phân biệt giữa Bạch Ngọc Liên với lại Cốt Thái. Cốt Thái không bỏ Bạch Ngọc Liên á mọi người, Cốt Thái không bỏ Bạch Ngọc Liên. Nó chứ tẩy thì bỏ có mấy hộp nhỏ thì nó không có ảnh hưởng gì hết trơn. Bao nhiêu đây Cốt Thái này mấy chị xem đi, mười mấy hũ Cốt Thái mà chỉ bỏ có ba hộp, có ba hộp muôn thở, bốn hộp muôn thở đó, thì nó không có ảnh hưởng gì cho da mình hết, nó rất là an toàn luôn. Còn người ta xài hàng Việt á, nó không trắng, bắt buộc người ta phải bỏ tẩy nhiều, người ta bỏ có khi hai lố muôn thở luôn mọi người, có khi người ta bỏ cả lố nè. Có khi bỏ một lố muôn thở, một lố thanh hiền. Thì cái muôn thở này một lố là 12 hộp, thanh hiền một lố là 12 hộp, là nó ra 24 hộp tẩy rồi. Còn em chọn em bỏ có mấy hộp à, mấy chị thấy không? Chọn bỏ có 2-3 hộp à. Bao nhiêu là Cốt Thái cho mình hết luôn. Cho nên là mấy chị xài hàng này là mấy chị không có sợ gì hết trơn á mọi người, không có sợ hư da hay là gì hết trơn. Mấy chị cứ xài đi, không có sao hết trơn. Mấy chị xài muôn đời hoài luôn cũng không sao nữa. Xài muôn đời hoài luôn cũng sao, nếu em nói thật sự. Thì trước bây giờ mấy chị có nghe ai mà xài kem mà bị gì chưa? Có ai mà xài kem bị gì chưa mấy chị? Chưa nghe ai mà xài kem mà bị chết, bị gì hết trơn á. Nói thiệt luôn, nói ra nghe cái nó hơi nặng thiệt sự luôn. Hồi đó giờ em có nghe Covid á, bị Covid á thì em nghe có nha, Covid chết thì có, chứ xài kem chưa ai có. Xài kem thì chỉ có đẹp thôi à mọi người. Nói thật sự, có nhiều bà, có nhiều chị thì nói nè, xài kem sợ hư da này kia rồi bệnh này kia. Bây giờ á, cô quyết mấy bà không sợ mà mấy bà sợ xài kem đó. Cô quyết người ta còn chưa sợ nữa kìa, cô quyết bây giờ có thuốc trị rồi đó. Cô quyết bây giờ á hả, nghe nói là có thuốc trị rồi đó mấy chị. Bệnh không sợ mà mấy bà sợ xài kem. Xài kem chỉ có đẹp thôi chứ nó không có gì hết trơn á mấy bà ơi. Thiệt sự luôn, khổ cho mấy bà hết sức luôn. Em xài năm nay nè, nếu mà tính ra năm nay đó là xài 14-15 năm rồi. Xài 14-15 năm rồi mọi người. Năm nay em 36 tuổi rồi. Hồi lúc em đi học lớp 12 là em đã xài kem rồi cả nhà. Học lớp 12 là lúc đó mới có mười mấy tuổi chứ nhiêu, 19-20 gì đó mọi người. 19-20 là đã xài kem, mà năm nay 36 là coi như tính ra là xài 15-16 năm rồi. Nè 15-16 năm mà em bình thường này có gì đâu. Có không có cái gì hết trơn á. Có cái gì là em chịu trước mà. Nhiều bà hoang đường lắm. Cô quyết không sợ, mình sợ xài kem, em không hiểu sao luôn. Trời đất quỷ thần ơi. Với lại sợ bị chồng bỏ đi, chứ đừng sợ xài kem. Mấy bà không xài kem, mấy bà xấu đi. Rồi mấy ổng đi ra đường ấy hen. Mấy ổng đi ra đường á, cái mấy ổng gặp gái non trắng mơn mởn á, thơm tho rồi đó. Rồi đó mấy ổng cua, rồi về đó rồi nằm khóc. Thiệt sự luôn, đừng bao giờ khóc nha mấy chị em nhà mình.
khi mà mấy chị phát hiện ghệ, mấy chị bỏ, mấy chị quen con khác, hoặc là chồng mình á là có cái tình huống gì đó nói ra thì đụng chạm, em xin lỗi trước. Nhưng mà cái này là giống như nói cho vui thôi, chị em tâm sự thôi. Em cũng từng bị chứ không phải là riêng mấy chị đâu, thật sự luôn. Em hồi đó giờ quen, mình đặt hết niềm tin vào một cái người nào đó, người ta bỏ mình một cái á, là nó đau lắm mấy chị, đau lòng lắm thiệt sự. Nhầm người có nhiều nhiều người ta suy nghĩ quẩn á, người ta tự giận luôn á mấy chị, chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà mấy chị đừng có nên suy nghĩ buồn hay gì, mấy bà càng buồn mấy bà càng sửa soạn lên, sửa soạn ha cho đẹp lên, rồi đi mua sắm quần áo vô các kiểu, làm tóc làm tay lên đó. Cái xong cái mấy ổng thấy mấy bà đẹp lên cái mấy ổng quay trở lại, chứ mình đừng có để mình tối ngày cứ chăm con chăm cái rồi để bề xề. Đàn ông nào không chán mọi người, nhiều đàn ông á, dụ như gia đình không có khá giả thì em không nói nha mọi người, gia đình không có khá giả thì làm nhiêu ăn nhiêu, lo tập trung lo làm ăn á, thì không bao giờ mà sanh ra vợ bé vợ mọn hoặc là quen người này người khác. Nhưng mà một khi có một tí xíu tiền, có một tí xíu công danh rồi, đa phần ông nào cũng vậy hết trơn. Em thật sự em buôn bán em tiếp xúc rất là nhiều người, em biết em tiếp xúc rất là nhiều người luôn, em biết á mấy chị, chứ không phải là ấy đâu ha. Rồi để em đánh cái cốt này lên nha mấy chị nha. Tiếp xúc rất là nhiều người luôn đó, khi mà có một tí xíu công danh, một tí xíu tiền là thay đổi liền mọi người. Thay đổi tính tình, lúc cực khổ thì có vợ con nha, cực khổ thì vợ con cùng chung cực khổ, nhưng mà có một tí xíu tiền là mấy ổng sanh, không phải là mấy ổng sanh tật mà giống như giao thiệp bạn bè rồi ăn uống là thế nào cũng có gái gú, đi đâu cũng vậy chân, đàn ông nhậu là thế nào cũng có gái gú chân á mấy bà ơi, em nói thiệt sự luôn. Nên là ví dụ như mà bị ghệ bỏ hay gì mấy bà đừng buồn chân, mấy bà càng bị mấy bà càng sửa sạn lên cho em, sửa sạn thằng này nó bỏ thì hốt thằng khác. Ủa sao mấy ổng nghe, mấy ổng nghe em nói gì cái mấy ổng chửi em chết luôn á, không nghe gì không, mấy ổng vô đây mấy ổng chửi em mọi người ơi. Nói mày suối suối mấy bà, suối mấy bà ổng chửi em chết luôn á mọi người. Phải không cả nhà, đúng không, em nói đúng không mấy chị? Mấy chị càng bị mấy chị phải sửa sạn lên, sửa sạn lên cho nó đẹp nhất cái nách luôn ha, nhất cái nách đẹp nhất cái nách, thơm tho ăn mặc sạch sẽ gọn gàng. Mình không có tiền đi thì mình cũng ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, thơm tho là tự động mấy ổng thấy rồi mấy ổng. Chị quên khui cái hũ này đây, em khui hũ này cái. Đây bạch ngọc liên nè, bạch ngọc liên hàng công ty là nó như thế này nè mấy chị. Đó, cái chất của nó bóng. Cái chất của nó bóng mà nó đậm đặc chứ nó không có lợn cợn giống như cái dạng bị bở. Còn cái hàng đợt đầu là nó lỏng giống gì nè. Đợt đầu nó lỏng, bạch ngọc liên hồng em còn, cái đợt đầu em còn là nó lỏng nha. Là cái chất bạch ngọc liên đợt đầu nó lỏng, mà đợt sau này là nó làm đặc lại nha mọi người, nó làm đặc nè. Nó làm đặc cái bạch ngọc liên mà cái chất của nó sệt sệt giống gì nè, mấy chị thấy không? Sệt mà nó bóng nó mướt. Còn cái hàng giả bây giờ nó lợn cợn á cả nhà. Nó lợn cợn lắm, nó đặc nhưng mà cái kiểu nó lợn cợn á chị không? Nó đặc mà lợn cợn nhìn kỳ lắm mọi người. Mua đại lên công ty mua đại đi mấy chị bán nhiều á, mấy chị lên công ty mấy chị mua đại đi. Em đặt hàng công ty thùng thùng về em bán. Rồi xong rồi sao ta? Đánh lên cả nhà ơi. Cái này là thấy mấy chị thấy chắc kem đánh ra không nè, cốt thái là nó sẽ dẻo giống như thế này nè mọi người. Cốt thái là bản chất của nó đã dẻo sẵn rồi, nó mấy chị là đánh ra là nó dẻo, nó không có giống như hàng công ty Việt Nam nha. Hàng công ty Việt Nam á, là mấy chị á, phải sử dụng dưỡng nhiều, bỏ dưỡng thể nhiều thì cái kem nó mới được dẻo, nó mới được sạch. Còn cái hàng Thái là đặc biệt mấy chị bỏ dưỡng rất là ít,
bỏ mấy cái dưỡng này nè, rất là ít luôn, tại vì bản chất nó đã mềm rồi. Nên mà mấy chị bỏ dưỡng nhiều cái nữa là ra lỏng le lỏng lét. Tại sao mà mấy nhiều chị người ta trộn hàng Thái bị lỏng là lý do vậy đó mọi người. Tại vì cái bản chất cốt Thái á, là cái kem nó đã dẻo sệt rồi, nên là mấy chị bỏ dưỡng vừa thôi, mà mấy chị bỏ dưỡng nhiều nữa là nó lỏng le lỏng lét. Còn hàng công ty mà hàng xù 100g á, cái hàng xù 100g á là mấy chị bỏ rất là nhiều. Em có ra một cái clip mà nhiều lượt view nhất luôn á mọi người, là cái hàng xù 100g đó, đó là hàng công ty. Lúc đầu em không biết, em có nói với mấy chị đó là em bỏ hai một hũ quay ha, một hũ quay này nè ha, rồi thêm á, là một hũ vitamin E nữa, mà cái kem nó vẫn không xi nhê gì hết, nó vẫn còn cứng cái kem đó, nó vẫn còn cứng cái kem mấy chị. Cho nên là mỗi cái chất kem nó khác nhau hết trơn, hàng chất kem khác nhau, cách pha khác nhau hết. Nên là khi mấy chị mua, mấy chị không biết mấy chị pha hay bị lỏng, bị tách nước này kia là lý do gì đó mọi người. Nó cái này là dưỡng nè, cái này là dưỡng cấp ẩm nâng cơ căng bóng da phục hồi da cho mấy chị nè. Đó, combo Bạch Ngọc Liên là em sẽ bỏ cái này nhiều vô cho mấy chị. Nó có cái mùi sâm nha, cái này nó có cái mùi sâm á mấy chị, nó phục hồi da cực kỳ luôn. Nên là khi mấy chị xài nó hơi có cái mùi sâm, mấy chị đừng ngạc nhiên, do em bỏ cái này nhiều á. Em bỏ cái dưỡng nhiều quá mọi người. Rồi xong đánh lên nữa là xong á mấy chị. Rồi lên đánh lên nữa là xong, này đầy quá mấy chị ơi, để em chiết qua hũ khác rồi nha cả nhà nha.